Từ rạng sáng đến trưa nay, đường Võ Nguyên Giáp thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng kéo dài 4 km khiến người dân lưu thông vô cùng mệt mỏi. Tại các giao lộ trên đường này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng liên quan đã tăng cường để điều tiết phân luồng nhưng không xuể. Đến khoảng 10 giờ trưa nay, tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng cầu vượt trạm 2 đi cảng ICD thành phố Thủ Đức ùn tắc nghiêm trọng kéo dài khoảng 4 km. Theo đó, hàng ngàn phương tiện xếp kín mặt đường nhích từng mét Người đi xe máy thì mướt mồ hôi dưới cái nắng oi ả. Trên làng bốn bánh, xe tải nặng, xe container, xếp hàng núi dài kính chỗ. Ô tô tràn qua làng đường hỗn hợp khiến tình hình ủng tắc thêm nghiêm trọng. Một cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông rạch chiếc tham gia điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư RMK cho biết kẹt xe diễn ra từ rạng sáng và kéo dài đến gần trưa. Nguyên nhân là do cận tích nguyên đáng, lượng xe container ra vào khu vực cùng cảng Phước Long để lấy hàng, chuyển hàng đi quá lớn.